À, dạ, à, kính thưa cô Thảo, kính thưa anh Bin thì à, hôm nay em cũng rất hân hạnh có cơ hội đến đây mình à, trình bày một cái phương pháp theo dõi cái cũng như là một cái thông số trong thở máy à, tương đối là nó mới, nó thực ra nó chỉ có được áp dụng ở châu Âu với châu Mỹ và chỉ ở một số thật như cũ ở châu Mỹ, Âu, châu Mỹ nhưng mà không phải bệnh viện nào cũng áp dụng và ở Việt ở châu Á thì nó cũng có áp dụng khoảng bảy uh, nước uh, mà chỉ cũng lẻ tẻ thôi hai, hai nước áp dụng nhiều thường là ở Trung Quốc với lại uh, Nhật còn gọi thì một số nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Philippines, Singapore và ở Việt Nam thì đang hiện tại đang có máy về. À, tuy nhiên là cái uh, như cô nói thì cái mấy cái này áp dụng phải có quy trình kỹ thuật và và cần có cái uh, uh, đúng các yêu và phải xin kỹ thuật mới thì hiện tại thì khoa hồi sức tích cực cũng đang xin cái đang làm cái đề án để xin thực hiện cái kỹ thuật mới này và xin cái này tại do chưa có danh mục của bộ của cô thành ra là phải xin từ bộ nữa dạ thì cái bài trình bày của em thứ nhất là gồm có nội dung như thứ nhất là mình mở đầu và thứ hai là giới thiệu và cái ứng dụng của điện trở kháng phổi trong ARDS như thế nào à thì chúng ta biết rằng cái mục tiêu quan trọng của việc mà quản lý bệnh ARDS là thông khí tối ưu và đảm bảo oxy hóa máu đồng thời bảo vệ phổi khỏi tổn thương do thở máy. thì mặc dù vậy phương pháp lý tưởng đã thực hiện mục tiêu này thì vẫn chưa được à, xác định à, và cái việc mà chúng ta cái chúng có một cái phương pháp mới là cái chụp điện trắng kháng trở phổi viết tắt là chữ IT á, thì có vai trò thế nào trong quản lý thông khí ở bệnh nhân ARDS? thì đầu tiên thì mà em xin qua cái phần mà mở đầu mở đầu về giới thiệu cái chụp điện trắng trở kháng phổi thì cái chụp điện trở trở kháng phổi thì cái viết tắt là chữ EIT là Electric Impedance Tomography thì nó cho kết quả về hình ảnh về sự thay đổi của trở kháng điện trong phổi thì nó phân biệt được cái phế nang được thông khí và phế nang không được thông khí thì ngoài ra thì cái phương pháp này nó đo tại giường và nó theo thời gian nó giống như cái monitor đó, mình có thể là mình coi cái monitor như thế nào, diễn tiến, cái thông khí như thế nào và có thể từ đó mình ứng dụng, mình can thiệp kịp thời. Thì nó là cái về lý thuyết và cái ứng dụng. À, ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp hiểu biết thêm cái sinh lý học của các những trường hợp như thông khí tư thế nằm sấp, rồi xong bệnh thở HFNC. À, nỗ lực hô hấp và cái tương tác giữa bệnh nhân và máy thở thì hai trình bày hai bài trình bày của cũng như bác sĩ Yến cũng như là bác sĩ Phương, Phương ấy, cũng có nhắc tới những cái nghiên cứu mà sử dụng cái điện trở kháng phổi để trong cái đánh giá cái cơ học hô hấp thì về nguyên lý hoạt động á thì nó sẽ sử dụng một cái uh, cái dây đai dây đai này nó quấn quanh ngực và nó gắn các điện cực uh, và các dòng điện này được đưa vào thì về cái dụng điện này khi mà nó nó được dẫn truyền nó thì khi mà nó gặp những cái mô khác nhau đó, thì nó có những điện trở kháng khác nhau đó, thì nó phản hồi lại thì nó sẽ có những cái um, cái tạo ra những tín hiệu khác nhau thì cái mô nào mà có điện trở xuất mô cao đó, thì trở kháng cao đó, thì nó sẽ tạo ra tín hiệu điện thấp và ngược lại cái mô nào mà nó có điện trở uh, xuất mô thấp đó, thì nó sẽ cho cái tín hiệu cao À, thì phổi thì chúng ta thấy là phổi nó chứa là 80 đến 85 phần trăm không khí và cái phổi thì nó sẽ không có dẫn dẫn điện à, do đó là như là một cái điện trở và nó sẽ làm tăng trở kháng còn nước thì nó sẽ đóng vai trò là như chất dẫn điện thì nó sẽ làm giảm trở kháng thì cái vị trí phổi nào mà nó có nhiều thông khí thì nó sẽ tăng trở kháng còn cái vị trí phổi nào mà nó không có thông khí vô thì nó sẽ giảm trở kháng thì nó có cái sự thay đổi giữa cái điện trở kháng như vậy thì nó sẽ có những tín hiệu nó 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 đưa về máy và nó nó biểu hiện lên hình ảnh cho mình và nó có những cái thông số cho mình để có thể mình theo dõi và cái đánh giá cái việc mà thông khí của phổi. Đây đây là một cái hình minh họa à, là bệnh nhân này đang đánh một cái cái đai điện cực và nó có những cái điện cực uh, ở trên cái cái dây đai này và nó có dòng điện được đôi vô. Thì đây bệnh nhân đang thở máy thì những cái kết quả hình ảnh và những cái uh, giống như là một cái hình ảnh cách lớp vậy đó thì nó sẽ có những cái thông khí khác nhau của các uh, phần trước và phần sau hoặc là bên trái hoặc bên phải thì mình sẽ có thể mình hình dung và mình nhìn được cái 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 thông số đó và ngoài cái cái, cái hình ảnh trực diện thì nó có những con số cho chúng ta có thể là À, nhìn thấy được để học là so sánh được hoặc là chúng ta có thể theo dõi được cái động học à, thay đổi động học của 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 các thông số để chúng ta đánh giá thì đây là một cái hình một cái cái hình ảnh của một cái từng hợp thông khí mà nó không đồng nhất thì chúng ta thấy là đây là vùng phía ngực và cái này là vùng lưng thì khi nào một thông khí á, thì chúng thấy rõ ràng cái vùng ngực được thông khí trước và cái vùng lưng phía sau mà thấy là không có được thông khí thì theo một thời gian nữa thì cái vùng vùng thợ, ngực, á, à, vùng lưng bắt đầu mới được thông khí nhiều hơn. À, và số khúc cuối đây chúng ta mới thấy theo thời gian thì à, cái vùng ngực với vùng lưng mới cùng được thông khí. Thì cái vùng này nó nói là nó không thông khí, nó không đồng nhất. À, ở hình thứ hai thì nó sẽ ngược lại là từ khởi đầu khi mà nó thông khí thì các vùng ngực và vùng lưng nó cùng được thông khí. Thì à, nó, nó cho thấy là cái sự đồng nhất khi chúng ta được thông khí ngoài ra nó cũng có sẽ nó biểu hiện trên những cái uh, gì sóng đo thể tích hoặc áp lực thì khi mà chúng ta tăng pip lên thì uh, thể tích uh, phổi cuối thì thở ra nó sẽ tăng lên và cái sự biên độ thay đổi của cái uh, cái điện trở kháng của thì hít vào và thở ra thì nó gần như là nó sẽ tương đương với một cái vt thông khí uh, thông khí thể tích khí lưu thông thì đây là một cái hình minh họa uh, cho thấy là uh, chẳng hạn như bệnh nhân này là bị cái uh, tổn thương phổi đông đặc phổi bên thùy bên phải. Thì trên cái hình ảnh mà điện trở kháng á thì ta thấy là cái vùng ở phía dưới đây là nó sẽ không được thông khí. Nó tương ứng với cái hình uh, cái vùng đông đặc phổi ở bên uh, trên CT scan. À, và ở trong cái hình này ở hai cái mức bíp 5 à, và mức bíp 15 ở có cái hình mà điện trở kháng phổi này so sánh thì cái hình thông khí như thế nào. Thì chúng ta thấy là đây là vùng phía trước và vùng phía sau hay là vùng ngực và với vùng lưng đây thì chúng ta thấy là cái hình này nó sẽ thông khí nhiều hơn ở cái mức bếp năm nó sẽ thông khí nhiều hơn ở cái vùng à, phía à, vùng phía trước là 75% và vùng phía sau là chỉ có chiếm tới 25% thôi à, và mức bếp là ở 15 cm nước đó, thì chúng ta thấy là à, cái vùng phía trước và phía sau thì tương đối nó thông khí nó đồng nhất hơn Uh, và nó chiếm là cả hạn như vùng phía trước là vùng ngực đây là 72% và vùng phía sau là vùng lưng là 48% ừ. thì nó khi mà mức bíp được cài lên tới 15 thì nó tương đối đồng nhất giữa hai cái vùng uh, thì uh, đây là một cái hình khác để chúng ta mô tả về thay đổi điện trở kháng trong suốt giai đoạn uh, mà chúng ta thay đổi dành bíp. Đây chúng ta có từ bíp từ 18 và giảm dần xuống bíp là là 10. Uh, và trong khi mà chúng ta thay đổi như vậy thì cái cái điện trở kháng và cái hình ảnh nó sẽ thay đổi theo. thì với một cái hình thứ hai thì nó thấy là cái tổng cái cái cái, cái thể tích phổi hoặc là, là tổng cái VT hoặc là cái cái, cái biến đổi cái điện trở kháng á thì nó sẽ trong thông quá trình nó thay đổi bíp nó sẽ thay đổi theo. và cái vùng số 4 này á, thì thấy là cái vùng nó khi mà bíp nó giảm thì cái nó cái vùng thông khí vùng số 4 nó sẽ giảm theo nó giảm huy động. À, và cái hình số 3 này là thay đổi về uh, độ giãn nở phổi cái chỉ số mà O uh, ODCL này có là chỉ số căng phòng và sẹp phổi thì uh, cái chỉ số mà khi mà cái màu cam á là chỉ số căng phòng phổi và cái khi mà cái màu trắng ở đây là màu xám đây á, là cái chỉ số sẹp phổi thì khi mà chúng ta cài đặt một cái bíp bíp quá cao thì cái chỉ số căng phòng phổi nó tăng lên À, và khi chúng ta giảm dần bếp thì cái uh, sẹp mức mà sẹp phổi thì nó sẽ căn phòng thì nó giảm đi và mức sẹp phổi thì nó lại tăng lên và nếu chúng ta giảm bếp dần dần nữa thì uh, cái mức căn phòng thì không có nhưng mà cái chỉ số mà sẹp phổi thì nó tăng cao lên nếu mà nó biểu hiện qua cái đường bị đường, đường 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 biểu diễn đây thì chúng ta thấy màu cam này là cái chỉ số mà căn phòng thì theo mức bếp thì nó sẽ giảm dần và cái chỉ số mà màu vàng này là cái chỉ số sẹp phổi đi thì nó sẽ sẽ tăng dần À, màu trắng này chứ nó sẽ tăng dần à, sau cái mức bíp mà càng giảm thì cái chỉ số mà ở vị ở cái vị trí này nè mà cái chỉ số mà cái mức bíp mà vừa cái mức mà căng phòng với sẹp phổi gọi là nó cân bằng với nhau á thì về lý thuyết thì với cái cái máy này thì nó kêu là à, cái phương pháp này thì nó kêu là cái mức bíp tức hay là một mức bíp tối ưu thì cái về cái huyết mà khi mà ta chọn cái mức bíp tối ưu thì dựa trên cái cái phương pháp này thì nó là cái cái cách như vậy À, vậy thì cái vai trò của uh, điện cách lớp điện kháng trở phổi trong cái ARDS thì như thế nào thì uh, mình sử dụng ứng dụng cái uh, cái điện trở kháng này tìm pip tối ưu trong ARDS thì cái một nghiên cứu RCT người ta trên 87 bệnh nhân có ARDS trung bình nặng người ta tìm bút tối ưu bằng cách sử dụng cái uh, điện trở kháng phổi hay là cái BV loop thì so với nhóm mà mà dự, điện trở kháng phổi ấy, thì cái nhóm BV loop sẽ có cái mức pip nó sẽ cao hơn là 17,4 và cộng trừ 16, à, so với là 16,2. À với cái B là 0,02. À, và sau 48 giờ thì cái rising pressure nó cũng sẽ cao hơn. Và cái tỷ lệ nó sống nó thấp hơn ở cái nhóm mà sử dụng mà cái à, cái BV loop, còn cái nhóm mà à, điện trở kháng phổi thì nó có vẻ cao hơn. Tuy nhiên nó cũng người ta cũng phân tích là có thể có những cái nhiễu ví dụ như là ở bệnh nhân ít bệnh nhân mà vì uh, um, uh, sử dụng điện trở kháng thì nó có cái ít mô nhiều hơn hoặc là tần số mà cài đặt ở bệnh nhân mà ờ uh, lúc thì nó cao hơn nó sẽ có cái uh, làm cho cái mechanical power nó sẽ cao hơn. Uh, một cái nghiên cứu khác uh, sử dụng là so sánh dùng cái uh, điện trở kháng phổi này với lại cái bảng uh, BIP uh, trên FLC mà cái bảng BIP này chúng ta dùng cái bảng low BIP thôi chứ không phải cái dùng cái bảng hai BIP Thì uh, nó cũng thấy là không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm. À, thời gian nằm ICU cũng như là cái thời gian mà số ngày không thở máy thì giữa hai nhóm đều không có sự khác biệt à, cũng như là hai hai nhóm đều có không có sự biến chứng và chấn thương khí áp à, nhưng mà so với nhóm chứng thì cái sofa của nhóm mà cái biến đổi sofa thì do cái nhật của cái nhóm mà dùng để cho kháng phổi thì có vẻ nó giảm ở thấp hơn à, tuy nhiên cái nghiên cứu này nó sẽ không nó nó nó, nó bao gồm luôn những nhóm mà ARDS nhẹ mà chúng ta thấy là nhiều khi address này thì có thể là cái việc mà chúng ta sử dụng một cái phương pháp nó cao cấp hoặc là nó nó, nó cao cấp mà không chỉ đơn giản như một cái bảng như là uh, chúng ta thấy là FEC trên uh, trên á thì uh, nó đơn giản thì nó có thể là chỉ nếu mà đối với những bệnh nhân nhẹ thì chúng ta cũng có thể không cần tới một cái phương pháp uh, phức tạp, nó có thể là nó, những phương pháp phức tạp có thể nó sẽ có cái hiệu quả ở cái nhóm nặng hoặc là Uh, trung bình hoặc nặng thôi thì uh, có thể là có những cái nghiên cứu khác mà nó khi mà nó, 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 nó nghiên cứu thì mình sẽ tập trung cho cái nhóm mà có thể có những lợi ích chứ không phải là mình sẽ áp dụng một cách đại trà còn đây là một cái ứng dụng uh, khác uh, một nghiên cứu khác để tìm uh, sử dụng cái điện trợ kháng để tìm biết tối ưu trong rds thì cái nghiên cứu này chỉ có 20 bệnh nhân thôi nhưng mà người ta sử dụng là phương pháp là uh, bắt chéo có nghĩa là mà có bệnh nhân này có ban đầu có thể sử dụng cái điện trợ kháng để tìm bíp và phương pháp kia thì sẽ dùng đo bằng áp lực thực quản xuyên phổi. À, thì nếu mà chia trung bình luôn cả hai nhóm à, về cái sử dụng điện trợ kháng, phổi hay là bíp thì nếu mà mình tính số chung hết thì cái mức bíp hai bên thì không có như nhau. À, tổng trung bình chung thì không, không có khác biệt giữa hai cái nhóm về cái mức bíp Tuy nhiên nếu mà tính từ, từng cá nhân và như cá nhân đó dùng sử dụng phương pháp này so với lại cái phương pháp kia trên cùng một cá nhân đó thì cái hai mức pip thì nó sẽ có khác nhau rất khá nhiều và cái phương khi mà sử dụng pip này đó, thì người ta uh, sử dụng cái điện trợ kháng phổi người ta thấy là cái nhóm mà uh, dùng cái điện trợ kháng phổi thấy là cái mức pip mà cài cho cái nhóm mà ARDS uh, tại phổi nó thấp hơn cái nhóm mà ARDS ngoài phổi À, ngoài ra thì có thể sử dụng cái điện cho kháng trong cái thông khí tư thế nằm sấp để mình đánh giá cái việc thông khí cái việc nằm của mình có hiệu quả không, nó đạt được cái thông khí à, như mình mong muốn hay không. Thì trong mình cũng biết sinh lý về cái thông khí tư thế nằm thấp á, thì nó sẽ làm tăng VT và nó thông khí ít vùng phụ thuộc à, và cải thiện thông khí đồng nhất, nghĩa là à, cái vùng à, vùng lưng này, này, à vùng ngực này nè, khi mà nằm ngửa này cái vùng ngực này nó sẽ thông khí và cái vùng lưng này nó ít được thông khí khi chúng ta nằm sấp thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng nó sẽ giảm thông khí ở cái vùng mà uh, vùng uh, vùng phía trước và nó sẽ tăng không khí ở vùng phía vùng lưng tại khi mà nằm nằm sắp ra đây chúng ta thấy nó sẽ ngược lại thì hai cái vùng thông khí này tương đối nó sẽ đồng đều hơn do đó nó sẽ tăng cái việc mà thông khí một uh, đồng đều của cái hạ uh, vùng trước và vùng sau uh, vùng vùng trước và vùng sau và cái thông khí nằm sắp nó cũng sẽ cải thiện được cái uh, giảm được cái chỉ số mà uh, căn phòng của nhi sẹp phổi, nghĩa là nếu mà căn phòng mà sẹp phổi đạt được mức tối ưu bằng 1, thì nó là tốt nhất, à, và cái cũng tăng được cái thể tích huy động à, của phổi lên, và do đó là chúng ta có thể là trong khi mà thông khí nằm sắp, vậy đó chúng ta nhìn, và với cái sự sử dụng của cái um, điện trợ kháng phổi, thì chúng ta đánh giá được cái tiên lượng là cái này có đáp ứng với cái việc là thông khí nằm sắp hay không, À, thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta sử dụng uh, nghiên cứu trên 21 bệnh nhân ARDS trung bình nặng uh, do COVID-19 thở máy, để sử dụng cái điện trợ kháng phổi uh, và đồng thời ta sử dụng lung CT scan để đánh giá cái tình trạng thông khí. Thì cái này là thông uh, như một cái hình ảnh minh họa. À, cái này nó còn có thêm một cái là đánh giá được cái thông khí tới máu nữa. Thì nó dùng một cái hình ảnh minh họa là đây là bệnh nhân uh, một cái bệnh nhân nằm ngửa và sau đây là nằm sấp. Thì cái thông khí mà chụp CT nó thấy là cái khi mà nằm ngửa thì nó nó cái vùng phía lưng nó sẽ đông đặc nhiều à, nhưng mà khi nằm ngửa thì cái vùng thông khí nó sẽ tốt hơn thì khi mà mình đo cái điện trở kháng phổi à, thì nó thấy là tổng cái chung hết mình không có tính được vùng nào hết đó, thì cái tổng cái mà tổng huy động được phế nang nó vẫn cao nó tăng lên huy động phế nang nó tăng lên cho bệnh nhân nằm sấp à, nhưng mà nếu mà ta chia từng vùng để đánh giá đó thì cái vùng mà cái vùng mà vùng gọi là cái vùng ngực phía trước đó, đó thì nó sẽ giảm uh, huy động đi, nó giảm căn phòng, nó giảm huy động đi. Nhưng mà cái vùng phía sau, uh, cái vùng phía lưng đó, thì nó tăng huy động lên. Thì cộng hai cái lại thì tổng cái phần huy động nó vẫn tăng lên. Nhưng mà nó sẽ gọi là đồng bộ, đồng nhất hơn giữa hai vùng phía trước và phía sau, uh, vùng ngực với vùng lưng. Còn đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái cái uh, khả năng theo dõi thông khí và tưới máu. Cái màu bản đồ thông khí tưới máu đây thì cái màu xanh này là thông khí và cái màu đỏ này tưới máu thì chúng ta thấy là cái vùng mà cái nhìn hình ảnh này là cái những cái vùng mà nó nếu mà thông khí màu xanh với màu đỏ mà nó trùng nhau hết thì nó có cái tương hợp giữa thông khí và tưới máu nhưng mà nếu mà cái hai cái vùng này mà nó không có không có trùng nhau hết thì nó sẽ là mất có, có sự có những vùng nó mất tương hợp có nghĩa là có những vùng nó tưới máu nhưng mà nó không thông khí hoặc là những vùng nó thông khí mà không được tưới máu thì khi mà bệnh nhân từ nằm ngửa mà chuyển sang nằm sấp đây thì chúng ta thấy là cái vùng cái nó sẽ trùng nhau giữa cái vị trí mà thông khí và tưới máu À, thì à, đây là một vài cái à, ứng dụng mà người ta à, gợi ý à, chúng ta có thể sử dụng cái cái à, điện trợ kháng phổi để à, giúp cho việc theo dõi bệnh nhân ARDS. À, thì đây là lưu ý là những cái gợi ý. Còn cái việc mà nghiên cứu cho thấy nó có hiệu quả hoặc là giảm tỷ lệ tử vong à, hoặc là giảm biến chứng thì chúng ta sẽ còn cần phải có thời gian và cần thêm những nghiên cứu khác à, nhiều hơn những nghiên cứu để xác định được nó lợi ích của nó hoặc là trong cái đối tượng lợi ích nào chúng ta sẽ ứng dụng được cái 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 điện trợ kháng phổ này thì ở bệnh nhân mà chưa đặt nội khí quản có thể ở bệnh nhân chúng ta đang thở hfnc chẳng hạn thì chúng ta có thể theo dõi chuẩn độ flow để tạo ra cái cái cái, 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 cái thông khí tối ưu hoặc là chúng ta có thể đánh giá cái À, đáp ứng với việc mà thông khí nằm sấp ở bệnh nhân tỉnh thì chúng ta thấy là cái đợt covid chúng ta thấy là rất là nhiều bệnh nhân tỉnh chúng ta cho thông khí nằm sấp với thở hfnc hoặc là thở thông oxy mũi thì khi đó chúng ta có thể đánh giá cái hiệu quả của thông khí nằm sấp với với khi bệnh nhân tỉnh hoặc là chúng ta theo theo dõi chúng ta nguy nguy cơ như chúng ta nãy từ đầu chúng ta bài này chúng ta trình rất nhiều về cái những tổn thương phổi do tự thở thì có thể chúng ta sẽ theo dõi được có khả năng bệnh nhân sẽ có một thở HFNC mà tăng một cái VT lớn và nó tạo tổ thêm tổn thương phổi do nỗ lực thở tự ý vân vân rồi khi bệnh nhân đặt nội khí quản thì chúng ta có thể đánh giá cái việc mà tái huy động phế nang à, cũng như là chúng ta tìm những cái mức mà À, cái giảm cái việc mà à, căn phòng hoặc là sạch à, phổi quá mức rồi chúng ta có thể tìm cách chúng ta kiếm một bếp mà tối ưu à, và chúng ta có thể theo dõi bệnh nhân mà trong quá trình mà những cái biến chứng xảy ra trong khi thở máy ví dụ như chúng ta có tràn khí bằng phổi à, Um, một số cái là có thể chúng ta theo dõi trong lúc một bệnh nhân thở máy khi thông khí nằm sấp thì như đã những cái cái trình bày cái nghiên cứu vừa rồi uh, và một số trường hợp chúng ta có thể là trong lúc chúng ta sẽ cai máy ví dụ như chúng ta thở tự nhiên uh, test thở tự nhiên thì chúng ta sẽ mất bíp và khi khi mất bíp như vậy thì cái chúng ta giảm bíp hoặc mất bíp thì những cái ảnh hưởng lên cái thông khí của bệnh nhân sẽ như thế nào và một số lưu ý và giới hạn thì nó chưa có được chuẩn hóa và các cái cục mà mục tiêu trong các nghiên cứu và đã có nghiên cứu và thử nghiệm về điện trợ kháng phổi thì có thể kém đồng nhất và về phân tích và so sánh và thường các nghiên cứu này thì nó có thời gian ngắn là dưới 24 giờ và ở một số trường hợp thì nếu bệnh nhân béo phì thì do cái giới hạn độ sâu thì cái, có thể cái việc mà tin cậy của cái điện trợ kháng phổi này còn phải xem xét lại và cái vị trí đặt điện cực nếu mà giữa các lần so sánh khác nhau đó, thì chúng ta nên cùng vị trí đặt điện cực thì nó mới có nếu người ta theo dõi cái cái động học nó thì nó mới có thể sự chính xác à, thì tóm, tóm lại là cái điện trở kháng phổi là một công cụ hứa hẹn nhiều hữu ích cho bệnh nhân ARDS tuy nhiên là chúng ta à, cũng cần phải có những cái nghiên cứu để đánh giá được cái hiệu quả và lợi ích của cái điện trở kháng phổi này mang lại thì có những cái hứa hẹn công cụ có thể sử dụng như chúng ta tìm pit tối ưu hoặc là đánh giá mức độ thông khí của bệnh nhân ARDS mức độ căng phòng và sẹt phổi à, mức độ đồng nhất trong thông khí hoặc là đánh giá cái mức độ tương hợp giữa thông khí và tưới máu thì à, đánh giá cái sự hiệu quả của thông khí nằm sấp và đánh giá một số hiệu quả can thiệp cho bệnh nhân ARDS thì cái thiết bị này có thể đo đạt là theo dõi tại giường à, trong thời gian thực và như là đã nói thì người ta nhấn mạnh là phải cần có nghiên cứu hiểu thêm để xem có chứng minh được cái hiệu quả về giảm tử vong hay không trong khi ứng dụng của phương pháp này trên bệnh nhân ARDS bài trình bài của em đây là hết cảm ơn sự chú ý lắng nghe của đồng nghiệp